đầu đội hai cái lai, đó là chú hươu sao. Đôi tai to phanh phạch, đó là chú voi con. Trông xem kìa, ai đi như thế kia. Phục phịch, đó là bác cô đen. Hay. Vũ Thanh. Bây giờ bài ấy, bài đồng dao đếm ngược thế nào? Đếm ngược. À đồng dao ngược hay là đồng nói dao ngược. À đồng dao nói ngược. Trời mưa cho mồi bắt gà, đồng đông con cần đuổi gà xôn xao, lươn nằm cho chúm bò vào. Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô, thóc gống đuổi chuột trong bồ. 100 lá mạ đuổi vồ con trâu, chim chích cắn cổ diều hâu, gà con tha quạ biết đâu mà tìm. Hết rồi, ngon hơn.